Và video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em lắp đặt cái bộ đồng hồ báo nhiệt trên máy gặt DC70, trên máy gặt Kuga DC70. Và khi anh em nhận được cái đồng hồ báo nhiệt này thì nó sẽ bao gồm dây điện cảm biến 2m và dây nguồn 1m, giống như thế này. Thì anh em lắp cái đồng hồ này thì gồm có 3 bước thôi. Thứ nhất là lắp cái cảm biến vào cái lỗ chờ. Thứ hai là đi đường dây điện và lắp đồng hồ vào đúng vị trí, và đúng vị trí nào đó anh em thấy hợp lý. Và thứ ba, nối cái dây điện nguồn cho đồng hồ. Dùng cái lục giác 8 để vặn cái con ốc bịt của đường nước đây ạ. Con ốc bịt đây. Đưa lục giác vào thật sâu vào, vặn nó ra. Rồi, sau khi vặn ra xong, chúng ta lắp cái cảm biến nào vào đúng vị trí này. Anh em hãy yên tâm rằng các cái co cút nó rất là chuẩn rồi. Chúng ta chỉ cần vặn chặt tay là được, vừa chặt tay là được. Đấy. Thưa anh em, bước thứ hai đó là lắp đồng hồ vào vị trí thích hợp và luồn dây điện. Cách luồn dây sẽ luồn phía dưới gầm như thế này đây. Và thưa anh em, bước thứ ba là lấy nguồn dương và nguồn âm cho cái đồng hồ. Và anh em nhớ là lấy nguồn dương thì lấy ở sau ổ khóa và là dây đỏ sọc trắng. Nhớ là dây đỏ sọc trắng, tức là dây ở sau ổ khóa, rồi chúng ta tắt ổ khóa đi thì nguồn nó cũng tắt ở trên đồng hồ để cho nó đỡ tốn điện. Và nguồn âm thì lấy ở thân máy, và thưa anh em đây là lấy nguồn dương. Đây ạ. Đây là dây của ổ khóa. Đây. Lồng tai này. Ấn cái răng này xuống. Rút nó ra. Dây màu đen sọc trắng này là dây đề. Dây màu đỏ này là dây nguồn. Dây màu trắng sọc đỏ tức là dây sau khi bật chìa khóa thì nó có nguồn cung cấp lên cả hệ thống máy. Thì anh em lấy dây đỏ của đồng hồ này. Anh em dắt vào cái dây đây. Anh em ngược vào đây, anh em chỉ cần dắt. Dắt vào phía trong thế này. Dắt phía trong chân, dắt thật sâu vào, có thể bóp cái càng cua này lại, nhỏ lại, nhọn vào. Rất thật sâu vào trong này. Và dây vàng ở nguồn âm thì anh em nối vào đây. Quay xuống đây. Đây. Đây là chân của đế hộp cầu chì. Anh em thấy này, chúng ta bật chìa khóa lên là đã có điện. Đây. Tắt chìa khóa đi, hết điện nhá. Kim nó sẽ tụt xuống một chút. Bật chìa khóa thì có điện, kim nó sẽ quay lên. Cho anh em đây ạ. Này, bóc cái này cho anh em xem này. Đây. Và tiêu chuẩn quốc tế là người ta phải lắp đồng hồ bằng kim nhá, thưa anh em. Và anh em nào mà muốn đặt hàng cái đồng hồ này thì hãy lên trên website phụtungkubota.vn hoặc là kỹthuatmay.vn. Vào đó chọn mua và nhập thông tin là sẽ mua được cái đồng đặt hàng cái đồng hồ này gửi về đến tận nhà thưa anh em. Anh em nhớ phụtungkubota.vn và kỹthuatmay.vn hoặc đó là cái nơi để anh em có thể đặt hàng được cái đồng hồ này online. Và nếu như anh em nào muốn trực tiếp mua cái đồng hồ này thì có thể đến tại các cái cửa hàng bán phụ tùng của những cái đại lý chính hãng của Kubota sẽ có những cái đồng hồ này để cho anh em tham khảo nhìn và quyết định sử dụng nó như thế nào. Và thưa anh em là tất cả những cái đồng hồ, những cái máy mà được lắp trên đồng hồ thì nói lên một điều rằng là những anh em sử dụng máy cực kỳ cẩn thận, bởi vì nhiệt và nhớt bao giờ cũng là hai thứ quan trọng nhất. Máy nào mà có đồng hồ tức là anh em dùng máy đó vô cùng cẩn thận, kiểm soát được nhiệt, dùng mọi cách kiểm soát nhiệt thì máy đó chắc chắn là đang còn rất là tốt. Mình tin là như vậy. Và chúc anh em sử dụng máy người khỏe, máy móc luôn hoạt động ở trong một cái nhiệt độ cực kỳ tốt, đó là từ 80 cho đến 95-96 độ là cái nhiệt độ rất là tuyệt vời. Và hy vọng rằng sản phẩm đồng hồ đo nhiệt sẽ mang đến cho anh em độ tin cậy cũng như là độ yên tâm khi sử dụng máy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau.